Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày 15 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 14 sẽ tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân sự kiện này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nét khái quát về kết quả hoạt động của đoàn qua phóng sự sau. Xuyên suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm 7 đại biểu do ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy là trưởng đoàn, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tham gia tích cực, có chất lượng vào các hoạt động tại nghị trường của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ, đoàn có 27 câu hỏi chất vấn trực tiếp tại hội trường và câu hỏi chất vấn bằng văn bản đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Chính phủ theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn và đi đến tận cùng vấn đề. Cử tri hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam thì đang đánh giá là có sự lãng phí trong việc đầu tư không đồng bộ dự án nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân Cầu Rẽ. Bộ trưởng có đồng tình với đánh giá của cử tri hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam hay không? Và nếu như có sự lãng phí thì giải pháp của Bộ trưởng thế nào? Mục đích có chứng chỉ chỉ nhằm đủ điều kiện để thi xét nâng ngạch và gây tốn kém cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Xin hỏi Bộ trưởng vấn đề này có hay không? Nếu có thì Bộ trưởng làm thế nào mới khắc phục được tính hình thức này? Có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học khi tiến hành thi xét nâng ngạch công chức viên chức hay không? Tôi thấy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã chất vấn các bộ ban ngành về tâm tư nguyện vọng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên được các bộ ban ngành trả lời, từ đó tạo niềm tin cho cử tri chúng tôi là coi là tin tưởng vào các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh nhà. Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thực hiện một khối lượng công việc rất lớn là cho ý kiến vào 73 dự án luật sửa đổi, bổ sung và các dự thảo luật mới, 96 nghị quyết, 10 pháp lệnh, tổ chức 62 hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, tổng hợp gần 1.400 ý kiến gửi các cơ quan của Quốc hội, tiến hành 9 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp tham gia 11 cuộc giám sát, tham gia 125 ý kiến trực tiếp tại các phiên thảo luận ở tổ và ở hội trường, 32 ý kiến bằng văn bản. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp trên 600 lượt công dân, tiếp nhận 382 đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp xúc cử tri tại 170 điểm với trên 22.800 lượt cử tri. Trong nhiệm kỳ, các thành viên đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội với nghị viện các nước như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Cộng hòa Séc, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo nên những dấu ấn sâu sắc trong hoạt động của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, các đại biểu Quốc hội trong đoàn đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, cũng như là các cái quyền hạn được pháp luật quy định, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Có thể khẳng định nhiệm kỳ qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và mỗi đại biểu đã đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, tạo thế và lực để tỉnh Hưng Yên bứt tốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh trong cả nước.